phát đầu tiên hụt anh em ạ. Sau mười mấy phút rồi. Hôm nay vào hơi chậm đấy. Hai anh em mới nhìn thấy cái phao nó nhún 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 không? Phát thứ hai giật không được cá anh em ạ. Đấy, anh em nhìn cái phao nó ăn thụt như thế mà giật như đùa. Vui thật. Nó thụt 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 nếu mà. Mãi giật để không được. Anh em một đôi đầu tiên nhá, một đôi rô phi đầu tiên. Tôi múc ít nước vào cho cá nó đỡ dậy. Đấy, anh em chú ý đến cái phao nhá, nhìn cái phao thụt là tôi sẽ giật nhá.
thính được khoảng 10 phút rồi bắt 10 15 phút rồi bắt đầu cá vào rất nhiều. Đây, cái lò xo này cần cái lò xo ngắn hơn cơ. Lò xo ngắn hơn cơ, nhưng mà tôi kệ, câu rô phi của tôi chả quan trọng. Tôi sẽ quay đến khi mà dung lượng hết, không quay được nữa thì thôi. Đây là ăn rất chi là đẹp đấy, nhưng mà giật trượt anh em ạ. Tôi vừa thả cái ăn luôn anh em để ý cái phao này. Thế mà không được. Đây lưỡi cùn này ăn vẩy này anh em này. Đây lưỡi cùn ăn vẩy này. Tôi sẽ thay cái lưỡi lục này bởi vì nó đóng rất kém. Rồi thay cái lục bằng cái tứ. Không có lục nữa, cậu tứ rồi vì cái kia bám rất kém. Tứ ngũ lục tôi buộc dây linh luôn bằng nhau anh em nhé, nên là tôi không phải co lên co xuống khi thay lưỡi. Đấy anh em để ý phao vừa thả xong phát nó thụt 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 kìa.
nó cứ nhấp nháy bồng lên bồng xuống, nó là đang rỉa cái anh em ạ, nhưng mà tôi chưa thích giật nữa. Chưa thích giật, đến lúc giật thì cũng chả được con nào. Buồn như chó cắn. Ủa đen thế. Anh em để ý cái phao nha, bây giờ cá nó cuốn rồi, tôi cứ ném xuống nó ăn rồi. Đấy anh em nhìn phao đang ăn thụt 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 kìa. Thank you.
lên gần đến bờ rơi. Đây câu gần này tôi giật nhẹ này, toàn ăn vẩy đấy. Dối đó rồi à, giật bị tiểu bung. Chết rồi, đúng ra là nó không dối đến cái mức như này đâu. Rồi tôi nghịch. Anh em nhìn này, thả phát phao nó thụt 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 luôn này. Ủa sao con gì to thế, nó quẫy ngay bên cạnh.
quá à. Anh em con rô phi to này. Rơi anh em ạ, đây bây giờ cá nó cuốn rồi, cá nó cuốn rồi, ăn giật thả cũng là giật liên tục. Anh em nhìn quả nó lôi ra mà nó một phát mất phao luôn mà tôi giật không được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một đôi. Mày quay nhắn tin với thằng em là nó lôi tụt mất cái phao. Tha con phi to. Thank you.
Anh em, cái video này là tôi quay liền một mạch nhá. Đây, cái video này là tôi quay liền một mạch đây này, cá được rất chi là nhiều rồi. Video này tôi quay liền một mạch. Tôi quay đến khi nào mà hết dung lượng bộ nhớ thì tôi sẽ dừng. Ok anh em. Thì máy nó sẽ tự dừng, tôi không biết là hết lúc nào đâu. Anh em cố gắng làm tốt là được rồi. Ok. Đấy anh em mình thấy nó cá nó cuốn cực kỳ. Đây, nhìn phao này, nhìn phao này, thụt luôn ra. Góc ở bên tay phải các bạn. Giật nhẹ còn nó bùng. Thả cái là ăn ngay mà. Ăn thôi, nó cũng hơn 30 phút rồi. Ở đây cá được nhiều, rất nhiều thôi. Để tôi bây giờ tôi dừng quay phim để tôi để bộ nhớ dung lượng, để đến lúc về thì tôi sẽ quay đi, đến lúc về thì tôi sẽ quay tiếp. Ok anh em thế nhá.